Mời em gái. Em cảm ơn chị. Rồi, mình tháo mở mặt nạ ra đi hai anh chị ơi, hai bạn ơi. Hi, hello cưng. Rồi, đẹp gái. Rồi, bây giờ mời anh trai giới thiệu trước về thông tin của mình nè, mời em. Xin chào quý khán giả chương trình và xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Trung Tính. Em năm nay 33 tuổi, làm việc sinh sống tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang, đang làm việc gì dưới Tiền Giang? Em làm bên cơ khí đóng xà lan chị. Ồ, đóng xà lan, mình làm công ty hay là mình làm... Dạ, em làm công ty gia đình. Làm công ty gia đình luôn. Dạ. Em làm cái vai trò gì trong cái công ty đó? Em làm bên lắp ráp với lại bảo trì máy móc với sửa chữa nhà xưởng. À, là mình có nghề đúng không em? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, nhà, chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bạn bên kia. Em tên là Lê Hoàng Bích Vân. Em năm nay 35 tuổi. Em hiện là công nhân vận hành máy của công xí nghiệp bao bì Lixin. Em đang làm ở dưới Long An. Long An, dạ. Người Tiền Giang, người Long An. Ôi, gần xịt mà đúng không? 30 cây chị. 30 cây, nhiều khi nó ráp danh luôn á. Hỏi thử coi coi là ở đây là Long An ở khúc nào, và Tiền Giang ở cái đoạn nào, nhiều khi nó ráp danh nhau luôn đúng không? Dạ. Em ở khu công nghiệp Tân Đức à. Biết không em? Chắc em bao xa? Khoảng 35 cây. 35 cây, dễ ẹt ha. Dạ. Giờ thí dụ hai đứa yêu nhau bao lâu gặp nhau được một lần? Thì em thì công việc của em thì chủ nhật em được nghỉ. Rồi. Ví dụ như có nhiều công việc thì chủ nhật có tăng ca này kia thì... Ừ. Rồi, vậy là coi như gần tháng tuần gặp nhau được có ngày chủ nhật thôi. Tháng 4 lần cũng nhiều. Tháng 4 lần là nhiều rồi đó hả? Dạ. Em thấy sao em, nếu mà yêu xa xôi vậy thì giờ ảnh bận quá em xuống thăm ảnh được không? Dạ được. Mà theo như em thì một tuần một tháng gặp nhau 4 lần vậy là nhiều hay ít hay cũng vừa? Dạ vừa rồi chị. Vừa đó hả? Dạ, tại em cũng làm trong tuần cũng không có rảnh. Em cũng chỉ rảnh chủ nhật thôi. Dạ. Rồi vậy thôi, yêu nhau rồi sắp xếp ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em là trong công việc thì em siêng năng, làm việc thì có chí cầu tiến. Thì xếp ra công việc nào là hoàn thành công việc đó, năng nổ trong công việc. Công việc thì đối với em thì không có gì khó, chỉ có sợ mình công việc quá khó thì nhờ người khác phụ thôi. Bỏ qua, bỏ qua. Phụ chứ không có bỏ gì. Rồi. Là ưu điểm thì nấu ăn ngon. Wow. Biết nấu ăn phải. Ghê vậy đó hả? Dạ. Đóng xà lan rồi mà còn biết nấu ăn ngon nữa. Thì đó, gia đình mẹ mất sớm nên ba anh em tự bươn chải rồi nó cũng lăn lộn vô bếp rồi cũng biết nấu ăn. Rồi, nấu ngon nhất là món gì? Đó giờ món gì nấu ai cũng khen, chưa biết món nào ngon nhất chị. Yeah. Rồi còn gì nữa, ưu điểm gì nữa? Thì em cũng có thể giao lưu văn nghệ này kia. Làm thử một câu đi, chứ giờ nấu ăn ở đây mình không thử được đúng không em? Yeah. Hát là được nè, mời em. Em thì thường về quê ngoại thì cũng hát nhạc miền quê. Nên xin gửi chương trình bài Về Quê Ngoại. Rồi, mời em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắm lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bùi ngùi, ở năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Hết rồi hả? Trời ơi, đang hay mà làm cục hứng ghê luôn vậy đó. Thôi nói hát biết hát mà hát vậy có nghĩa là nấu ăn được đó. Dạ ha, mình tin ha. Rồi còn em, ưu điểm khuyết điểm em là gì nè? Dạ em siêng năng, cần cù, chăm chỉ trong việc làm. Khuyết điểm của em không biết nấu ăn. Trời đó cơ, vậy chứ hồi đó giờ ai nấu cho em ăn? Dạ mẹ em nấu. Mẹ nấu? Ủa mẹ không có chỉ cho nấu gì hết trơn rồi mẹ mốt dạ, lấy chồng phải. Rồi sao? Mấy món đơn giản em biết nấu. Ví dụ trứng luộc hay gì? Ví dụ món gì biết nấu nè? Như canh rau, tôm. Có tôm vô là được rồi, còn gì nữa không? Dạ, chiên trứng cũng chiên được. Đúng rồi, rồi, vậy được rồi. Thôi cố gắng ha, từ 21 rồi, ví dụ mình có con cái nữa là tự động mà mình muốn làm đồ ăn cho con mình ăn ngon. Muốn tự tay mình chế biến rồi từ từ mình cũng lên mạng mình học hỏi cách nấu. Dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Có khuyết điểm gì không? Dạ, em hơi nóng tính. Em chỉ có nóng tính thôi. Nóng tính thôi? Dạ. Rồi, tình trường thì sao? Em có một mối tình duy nhất. Mối tình bao lâu rồi? Cách đây 10 năm rồi. Cách đây 10 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm. Rồi tại sao chia tay? Anh đó, anh cứ kêu em chờ hoài à. Để giống như là... Không chịu cưới? Dạ đúng rồi. Anh đi làm mà anh không chịu lo làm. Rồi em hỏi anh có tính tới chuyện tương lai không? Rồi anh kêu em chờ đi. Rồi em cứ hỏi. Cứ chờ. Chờ xong hỏi xong chờ. Nản quá nghỉ luôn. Dạ. Nếu mà quen nhau được cảm thấy hợp ý thì bao lâu tiến tới hôn nhân được?
Dạ thì em bây giờ em 35 rồi. Em càng sớm càng tốt. Ừ, rồi để đó tôi giải quyết. Rồi mình tình trường mình mấy mối tình rồi? Thì cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách nay cũng 10 năm rồi chị. Cũng 10 năm luôn, bên đây cũng 10 năm, bên đây cũng 10 năm. Nhưng mà có mối tình thứ hai thì mới đây khoảng 2 năm. Ở đây 2 năm. Cái mối tình 10 năm nó quen được bao lâu? Cũng năm mấy chị. Sao chia tay? Lúc đó thì đi học chung này kia quen rồi à. Sau thì ra trường, rồi đi học Sài Gòn, em thì ở quê. Xa mặt cách lòng. Dạ. Rồi cái mối tình sau này ở đâu? Sau thì cũng có Facebook này kia rồi quen trên Facebook. Rồi cũng tìm hiểu nhau, quen nhau được gần 4 năm. Trời ơi, quen cũng lâu quá, 4 năm mà sao không cưới? Cũng gia cảnh gặp trục trặc. Gia cảnh ai trục trặc? Em hay? Bên gia đình bạn nữ. Gia cảnh đó sao mà trục trặc? Thì cũng có con riêng rồi cũng không có chấp nhận em. Ai không chấp nhận em? Bên gia đình. Người ta có con riêng hay là em có con riêng? Bên kia. Bên kia có con riêng mà không chấp nhận em. Dạ. Gì lạ lùng vậy? Nói chung là em cũng không biết lý do rồi. Sau đó rồi em cũng có tìm hiểu một vài người rồi từ từ tình cảm nó nhạt đi rồi. Rồi bây giờ nếu mà có người ưng ý thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Nếu tìm hiểu thì khoảng từ 6 tháng chị. 6 tháng? Dạ. Chuẩn bị mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ. Có rồi chị. Có gì đâu, nói nghe thử coi. Nói chung là đám cưới thì nhà cửa thì em đang... Hiện tại thì em chưa có cất nhà nhưng mà sau này sẽ cất. Sẽ cất là ở riêng? Ở riêng chị. Và ba ai lo? Thì em lo, em út mà. Vậy chứ hiện tại đang ở nhà ai? Đang ở nhà nhưng mà nhà tạm thôi chứ chưa cất nhà. Nhà tạm đó của ai? Của gia đình luôn, của... ở giường chị. À, rồi mốt cất nhà là ở chung với ba luôn, dạ. Đúng không? Dạ. 6 tháng là bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân đúng không? Dạ. Yên tâm nha em nha, nhanh gọn lẹ, được. Rồi hình mẫu lý tưởng của em sao? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em chỉ cần người đó là trung thủy, đừng có gia trưởng và đừng biết hút thuốc. Rồi, có hút thuốc không? Bỏ nè. Hả? Bỏ được. Hên quá, mới bỏ cách đây năm, hồi đó ngày hút 3 gói. Mới bỏ 1 năm. Dạ, vậy thôi à? Vậy thôi. Dạ. Uống bia được không? Dạ được. À là chỉ không thích hút thuốc thôi. Dạ. Nhậu nhẹt chút đỉnh được. Dạ. Chứ dưới miền Tây nhậu dữ lắm à. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Em có nhậu không? Dạ không. Em không biết nhậu. Rồi, rồi hình này, cao thấp mập ốm sao? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Em có 1m55. 1m55 được. Này cao mét mấy? 65. Dạ. Trời, tôi đoán hay ghê. Tiếp. Em không biết nữa. Thôi, có mắt mũi miệng tóc tai quần áo gì không? Lịch sự là được rồi. À, anh có xăm mình được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ. Trời, em dễ dãi quá. Em nói nghe nè, đưa 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 mượn mượn bàn tay coi. Sao mình đóng thuyền đóng mọc gì mà móng tay dài ngoặt đen chi vậy em? Này là để làm dây điện chị. Hả? Làm dây điện. Làm dây điện mà có móng tay dài để làm gì? Mấy cái thiết bị nhỏ này kia đó. Móc khửi khửi, móc móc vậy đó hả? Trời ơi, đồ có vệ sinh sạch sẽ không vậy? Có. Đi lên này chà chanh. Vệ sinh sạch sẽ an toàn nha. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng sao? Muốn kìm người bạn gái như thế nào? Thì mập mập, tròn tròn cũng được. Được, vô, trúng ý luôn, cái gì nữa? Thì cái hình mẫu của em thì cái giống như diễn viên Lê Bela vậy. Trời ơi, trời tròn, tròn, mập mập. Rồi gì nữa? Thì tính tình thì biết quan tâm chia sẻ. Đừng có mà cái kiểu mà son phấn quá. Trang điểm nhẹ sơ ok. Rồi bây giờ đâu đưa đưa hai, thấy hai bạn có đem hình theo nè để chị coi coi. Đó, cao 1m65, làm thủy thủ đóng tàu. Bên đây 35 tuổi. Ủa nãy em nói em làm gì chị quên mất tiêu rồi. Em làm công nhân. À làm công nhân. Công nhân mà công nhân về cái gì, vấn đề gì để người ta nhìn ta đoán. Bao bì á. Bao bì rồi đoán đi, do ai giống bao bì á. Ai, cô nào? Áo dài xanh này. Xanh này. Lý do sao chọn cô đó? Nghe cái giọng nói đó. Rồi nghe giọng nói đó là cổ luôn hả? Để cầm đi coi lát biết đúng không chứ tôi cũng không biết nữa. Em nghĩ cho anh này. Tại sao chọn anh đó? Đi ảnh trẻ nhất. À, ảnh trẻ nhất hả? Dạ. Ồ, mà nếu anh đó thì em chịu không? Em cũng không biết nữa, em gặp hạnh mới biết. À, nhiều khi trong hình nó khác ở ngoài. Dạ. Đúng không? Dạ, bây giờ đặc biệt lắm, hôm nay chương trình của chúng ta là có gia đình hai bên tham dự. Đáng lẽ là cho các bạn nhìn nhau trước nhưng bây giờ Tường đổi lại. Tường để cho gia đình hai bên gặp nhau trước coi có ưng bụng không? Nói vài lời khích lệ tinh thần hai bạn rồi lúc đó Tường mới cho hai bạn nhìn nhau và tâm sự với nhau, được không? Dạ. Dạ, con mời gia đình của bên nhà bạn trai ạ. À. Dạ, mời gia đình bạn gái vào ạ. À. Dạ, kính thưa quan viên hai họ,
Hôm nay là buổi lễ ra mắt của gia đình hai bên. Trước tiên là đây là ba của em đúng không? Dạ. Dạ còn cô là như thế nào với dạ và bạn gì với mẹ? Vậy thì ngày hôm nay thì hai cô với chú đến tham gia chương trình. Nãy giờ cũng nghe câu chuyện chia sẻ của hai bạn. Thế thì cô chú có nhận xét như thế nào về bạn gái ngày hôm nay? Và theo như ý cô chú nghĩ thì cặp đôi này có hợp với nhau hay không? Có nên bấm nút với nhau hay không ạ? Ông mời chú trước đi ạ. Chú là ba là chú cho ý kiến trước. Chú có yêu cầu gì về con dâu không ạ? Kính thưa Ngọc Trời với cô Cát Tường, thì tôi có ý kiến nãy giờ nghe hết ráo rồi. Dạ. Thì giờ hai cháu nó thuận với nhau thì tôi chấp nhận, không có cái gì khác. Dạ. Nhưng mà cái tánh quanh này thì nó phải nóng, nhưng con tôi nó chịu hết, nó nóng nóng lắm nhưng mà nó nhịn rồi chút xíu nó chịu. Dạ. Tánh nó vậy. Dạ. Vấn đề tiến tới hôn nhân thì tính nó rồi trong vòng năm nay, nếu mà mình có trong quanh chị gái có thấy như vậy nhanh không, hay là muốn đợi chừng nào nó tùy nữa. Dạ. Vậy bác nghĩ là cặp đôi này được không, nên bấm nút không bác? Được. 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 Dạ. Dạ con cảm ơn. Bác ủng hộ hay bác ha? Rồi được. Dạ bây giờ đến bên họ nhà gái ạ. Dạ. Trời ơi, hai dì giống nhau quá. Dạ. Hai chị em hả? Dạ. Dạ, dì là mẹ của mẹ của Quang. Mẹ bé Vân. Dạ, thì hôm nay dì cảm ơn, coi như là chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Coi như là mình thấy đến đây là thấy cho hai cháu nó được tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi thế thí dụ như mà tìm hiểu mà cặn kẽ mà kết hợp được thì cũng nên tiến tới. Dạ. Thế hồi nãy bên nhà bác trai có nói ví dụ như trong năm nay mà nếu đôi trẻ ưng bụng thì là bác sẵn sàng, dì sẵn sàng gả chưa? Dạ sẵn sàng luôn. Sẵn sàng. Dì có yêu cầu, có nhận xét gì vài câu với coi như anh trai để tương lai, biết đâu được tương lai, coi như tương lai đi. Dạ. Thì nhưng mà với cái tuổi 32 thì rất là chững chạc. 33 rồi, nhỏ hơn là 2 tuổi. À. Nhỏ hơn gì có ngại. Nhưng mà rất là chững chạc đó, cũng là tốt rồi. Nhất trai lên 2, nhất trai hơn 1. Và nếu mà hai bên gia đình đã đồng thuận thì con nghĩ chắc là đại diện Suya hai bên nên bắt tay chào hỏi nhau, biết đâu sau này mình làm xuôi thiệt. Dạ. Chào hôm nay nha. Chào chị. Dạ. Dạ, cảm ơn gia đình hai bên ạ. Dạ. Rồi cho tiếp tục đôi trẻ tìm hiểu nhau ạ. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý vị, đáng lẽ đôi trẻ phải đứng lên chào các bậc phụ huynh nhưng mà Tường không có cho, tại đứng lên là lộ bí mật, đứng lên là nhìn thấy nhau hết, chứ không phải là người ta vô phép đâu ạ. Chị Tường đứng lên chào đại diện được rồi. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim, đây là lúc quan trọng nhất nha. Đó, để xem mình có thật sự là của nhau hay không ở cái nhìn đầu tiên. Xin mời cả nhà. Chào. Nhất gái lớn hai, dì trai lớn một, tặng đi. Đây cái may mắn hả? À, chúc anh mọi việc đều gặp nhiều may mắn. Anh cũng có món quà gửi thằng em, này là cái món cây sương rồng anh tự trồng. Tự trồng. Dạ. Chúc anh. Nó gai góc thì nó cuộc sống thì lúc nào nó cũng gai góc. Thì hy vọng là sau này trong cuộc sống những gai góc, những chiếc buồn vui trong cuộc sống có anh chia sẻ cùng em. Thôi, ngồi xuống nha hai bạn. Rồi cái màn mà mở cửa trái tim và tặng quà cũng thấy trùng khớp với nhau nữa. Cả hai cùng tặng cây cho nhau, cùng ý thích mai mốt về chăm sóc cây cỏ trong nhà nha. Những gì nãy nói nhớ nha. Sao có chút xa xuyến gì chưa? Có gì chưa? Em biết đâu mà đỏ mặt. Sẽ đổ mồ hôi vậy. Chị Tường sẽ dành cho các bạn ít phút để trò chuyện riêng tư với nhau, để cho các bạn tìm kiếm một cái chút cảm xúc. Rồi có gì khó khăn chị Tường sẽ quay trở lại hỗ trợ. Bây giờ xin mời hai bạn thoải mái lên, thư giãn buổi trưa. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mực. Wow, đó, đây là món ăn sashimi của nhà hàng Phiêu Mực nha. Hồi xưa giờ mình ăn cái món ăn này chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Hôm nay vừa có bạn gái vừa trải nghiệm món ăn ngon. Bạn này chưa ăn chắc em cũng chưa luôn đúng không? Dạ. Yeah. Ở dưới quê mình hình như chưa có nhà hàng những cái món này đúng không? Dạ. Yeah. À mời các bạn thưởng thức ha. Đây là cái món sashimi giống như là nó là dạng đồ sống á. Dạ. Của Nhật ha, mình ăn thử cho xem như thế nào nha. Dạ. Yeah. Rồi vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện tâm tịch sự với nhau. Rồi mời hai em ngon miệng, ăn đi cưng. Mời em. Thì nếu mà quen thì anh lên năm em một lần hả? Dù như công việc nó ổn định thì em rảnh nhà nào lên nhà đó không được. Em làm ở Long An nhưng mà nhà em là trên thành phố.
thành phố Hồ Chí Minh chứ em không phải ở dưới Long An. Thì dụng tuần hai tuần thì anh chạy lên đi chơi cà phê áo này kia kiếm gì ok. Dụ như rảnh rảnh thì mời em với gia đình xuống nhà chơi cũng được. Ở dưới nhà anh có trồng cây gì không? Có, nhưng mà đang mùa này mùa hạn đó rồi, cây trái nó không được xum xuê lắm. Nó khô cằn, tại vườn cũng mới cải tạo lên nên nó không có được nhiều cây trái. Dạ. Nhà thì cũng có trồng bưởi với mít. Dạ. Với dừa. Chắc cỡ 2 năm nữa nó mới được đẹp như vườn lâu năm. Dạ. Mà có thích làm vườn không? Em thích. Em thích ăn trái cây mà. Em thích trồng. Ăn là phải làm nha. Đúng rồi. Phải có ăn rồi phải có làm mới có ăn chứ. Trời ơi, cái gì mà tôi cho thời gian nói chuyện có nhiều cặp đôi hả, nói hoài không hết chuyện. Mà ông nói chuyện mà ông nhìn ra ngoài ông cầu cứu tôi hoài, gật rủ tôi vô phải không? Không rồi, cảm thấy chia sẻ nhau vừa đủ để... Đủ rồi đó hả, vừa đủ luôn, hiểu chưa? Rồi đã hỏi cổ là bây giờ là cái chuyện hẹn hò sao chưa? Dạ rồi. Là đi xuống sao giờ giấc là biết nhà cửa cổ chưa? Dạ thì sau chương trình thì có. Sau chương trình có luôn, tự tin là cổ bấm nút luôn hả? Dạ. Hay quá, tự tin, được. Quan điểm hôn nhân, tình yêu của em là như thế nào? Nói chung là yêu chân thành thì tiến tới hôn nhân thôi. Tiến tới hôn nhân luôn. Theo em nghĩ dù hai vợ chồng mà lấy nhau là mình cần phải yêu trước đã rồi mình mới lấy, hay là mình cứ thấy ưng bụng, mình thấy được, mình lấy về rồi tình yêu từ từ mình bồi đắp? Từ từ bồi đắp cũng được chị, tại vì tình yêu nó xuất phát từ cái va chạm cuộc sống chứ không phải là va chạm từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Ồ, còn quan điểm của em thì sao? Yêu rồi mới lấy hay là cũng có thể thấy ân bụng, thấy được mọi thứ bằng cái lý trí, thấy người này ok rồi lấy, từ từ yêu sau cũng được, hay là phải bằng cảm xúc, yêu cái đã rồi mới lấy? Em thì thiên về cái sau nhiều hơn. Là phải yêu cái đã. Dạ, mới lấy. Đúng rồi. Nhưng mà em cũng giống như mà tại vì em làm cũng rất là bận á, nên em cũng nghĩ là nên là lấy nhau rồi hai người mà dạng như có va chạm trong cuộc sống rồi á, bắt đầu yêu từ từ cũng được. Mê trai nữa, mới nghe ông này ông nói câu đó nói lại y chang luôn. Thiệt chán ghê sợ luôn á. Trời ơi em ế quá mà chứ. Em mà cứ vậy hoài, từ từ ngồi yên đó tôi gả cho. Cứ nói ế hoài nhà trai người ta lên giá thiệt tình luôn. Liêm sĩ gì tầm này nữa. Liêm sĩ gì tầm này nữa hả? Không được em, mà em có hứa em hốt người ta không? Mà em nói người ta liêm sĩ gì tầm này. Trời ơi con gái người ta phải có sĩ diện chứ, để đó tôi làm giá tôi bán cho. Dạ. Rồi bóc đi em, đưa một tấm, đưa một lá. Em màu xanh hay màu đỏ? Em thích màu nào cũng được hết trơn á. Em màu gì thì bên đây màu ngược lại. Rồi đọc lên. Bạn trai đọc trước đi. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn và ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Vô, mời em bước qua lời quá, tham gia chương trình lời quá trời ở ngoài. Má bạn gái vỗ tay quá trời, bước qua liền mạnh mẽ lên nè. Mẹ ơi. Rồi con em đọc câu em lên chị nghe coi. Dạ. Nếu phát hiện bạn trai đi vào khách sạn cùng một cô gái lạ thì bạn nữ sẽ xử lý như thế nào? Trời ơi, thôi cái này suy nghĩ đi, cho xử lý. Cho bạn gái xử lý trước đi. Rồi bạn gái xử lý trước. Em đang phát hiện chồng em vô khách sạn với một người khác. Lúc đó em xử lý như thế nào? Em sẽ vô gặp ảnh em hỏi. Ai cho em vô khách sạn? Tại vì em đã biết là ảnh ở trong đó rồi. Rồi em làm sao, em nói sao để em vô? Bây giờ chị là chủ khách sạn nè. Ủa cô đi đâu vậy cô? Em nói là dạ em có... Có ai? Anh chồng ở trong khách sạn. Anh chồng trong khách sạn chắc chủ không cho, em cho vô. Không thì em ngồi em chờ ảnh. Ngồi chờ ở đâu? Chờ khách sạn chờ luôn. Ngay khách rồi, sạn. Rồi bây giờ cho đặt cái trường hợp là người ta không cho em lên khách sạn. Ừ. Nha, em ngồi ngoài, rồi, em ngồi ngay cửa khách sạn. Rồi anh này anh đâu có biết gì đâu. Ảnh đi xuống, ba người chạm mặt nhau, em làm gì? Em hỏi ảnh. Hỏi sao? Hỏi đi. Hỏi đi anh trả lời nè. Đây là tôi với ảnh nè, đó ba người ra nè. Tôi đi với ảnh trong khách sạn mới ra nè, đó. Rồi hỏi đi. Anh còn yêu em không? Trớ trêu quá chị. Trớ trêu quá, trả lời đi, vợ em mà trời ơi. Nếu mà em đã có vợ rồi thì em sẽ không bao giờ đi với người khác trong khách sạn. À, nếu em có vợ rồi em không có đi cho nên cặp này không có xảy ra. Chắc không? Chắc. Nhưng mà chị hỏi em nghe nè, có nhiều người ta rồi giả tỷ khúc đó em lên em hỏi vậy rồi người ta trả lời là hay là người ta vẫn nắm tay cái người bạn gái đó của người ta thì đó, lúc đó em quyết định luôn. Em quyết định sao? Dạ, quyết định chia tay. Em dứt khoát, em không có dây dưa. Chị thích em mạnh mẽ. Dạ. Dù sao cũng phải cho mình một cái kết quả. Đúng rồi. Đúng không em? Dạ. Thà đau một lần rồi thôi. Đúng. Nhưng chúc mừng em, chồng em không bao giờ làm vậy nha. Dạ. Vô. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào ba điểm bất kỳ trên cơ thể cô gái.
đừng có nghĩ đen tối quá. Ba điểm bất kỳ, đừng có nghĩ đen tối quá. Mời em qua. Nói sao đó nói. Cô từ từ, cô giữ giá cho tôi nha không? Tiến tới, nói gì nói đi. Anh thì hồi đó giờ chưa quỳ trước mặt ai. Nhưng mà hôm nay đến chương trình, anh xin quỳ trước mặt em và anh có món quà tặng em. Sao em dám nhận? Cái này thiệt luôn á chứ, cái này không phải trò chơi chương trình nha. Sao vậy? Sao em dám nhận? Tùy em thôi. Chị đâu có biết, cái này chị cũng bất ngờ ngoài chương trình mà. Em nhận trước đi, em đeo sao? Rồi, em nghe lời anh, để em nhận trước. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ, được không rồi nhá. Mới nói gì vậy? Tôi hồi hộp, tôi không nghe luôn. Anh nói em nhận rồi là anh được quyền hôn rồi. À, rồi. Anh hôn đâu cũng được. Tôi nói rồi, tôi nói để nó từ từ thiệt. Rồi, ba chỗ mới hôn tay phải không? Một cái. Lòng bàn tay. Đừng có chỉ điểm. Anh ngại mà. Chỗ. Ai cho em bán. Trời ơi. Dì cũng đừng có bức xúc quá. Thôi kệ nha dì nha. Con gả luôn nha dì. Được không dì? Chứ nhẫn người ta cũng lấy luôn rồi. Má tự đưa cho hôn luôn rồi dì ơi. Thôi rồi, xong rồi. Được chưa? Về chỗ. Được rồi, về chỗ. Rồi bây giờ về ngồi nói tôi nghe cái vụ chiếc nhẫn này là làm sao nè. Bây giờ trò chơi của chương trình là kết thúc nè. Nhưng bây giờ quay lại cái vấn đề chiếc nhẫn là sao. Nói cho anh nghe rõ ràng coi. Chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? Một người bạn làm bên nghề kim hoàng làm tặng. Nhưng mà hôm nay em chủ đích đem đến chương trình, mà em định là gặp ai em cũng tặng. Không. Hay là gặp đúng người em muốn em mới tặng. Mới tặng chị. Là nãy giờ em thấy đúng rồi đó hả? Tặng cái chiếc nhẫn nó có ý nghĩa gì? Em nói rõ với cổ. Thì muốn đeo chiếc nhẫn thôi, là chiếc nhẫn cưới. Nhưng mà chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đầu tiên tặng cho người con gái anh thôi. Đây là chiếc nhẫn gọi là tỏ tình. Dạ. Đúng chưa? À. Tại vì em muốn lần quỳ gối trước mặt người bạn gái là lần cuối cùng. Tại vì đó giờ em chưa quỳ gối trước mặt ai hết. À, có nghĩa là sau này nếu mà tặng chiếc nhẫn kết hôn là không có quỳ nữa. Đứng chỉ có quỳ một lần. Này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Là tỏ tình. Và tỏ tình mà nếu em đồng ý là sẽ tiến tới kết hôn luôn. Mà lần sau kết hôn tặng nhẫn khác nhưng không quỳ nữa. Dạ. Không, em muốn nếu mà có kết hôn anh phải quỳ nữa chứ. Chứ tự nhiên phải bớt thôi và làm giá nữa. Được ta vậy rồi còn đòi lên nữa. Hồi nãy thì mới đòi gả không. Bây giờ ta tặng người ta quỳ rồi đòi. Tại anh quỳ rồi nên em mới muốn quỳ nữa. Không thương thì chấp nhận hết chị. Đó, rồi thôi kệ đi. Hai đứa muốn làm gì làm. Bây giờ cho các bạn 30 giây. Hai bạn nhìn nhau. Nếu ai còn muốn nói điều gì nữa thì hãy nói. Nói những gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong thời điểm này. Sau đó chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò, bạn trai đeo nhẫn vào tay bạn gái. Nếu không đồng ý hẹn hò, chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra không bấm. Và em trả lại chiếc nhẫn cho bạn trai. Dạ. Vì đây là chiếc nhẫn để mà tiến tới hôn nhân. Đồng ý ý chị nói không ạ? À? Dạ. Em có cần hỏi ý gì gia đình không để quyết định? Dạ, các bạn có muốn không? Để em hỏi. Đồng ý không? Dạ. Rồi, dạ con mời dì vào lại đi dì ạ. Dạ. Bạn gái muốn hỏi ý kiến tại đây là chuyện quan trọng nên con cũng muốn là cho bạn gái một cơ hội. Nó nói lớn đi, nói lớn không sao à, hai mẹ con. Con nếu mà con cảm thấy con chấp nhận được thì con bấm. Thế là con tìm hiểu mà, chứ đâu phải là mình bấm được phải nhận liền đâu. Đó. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hiểu luật rồi nha em nha. Đây là một chương trình rất nghiêm túc, bấm nút để tìm hiểu hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình đang tìm kiếm, có quyền lấy tay ra, bấm nút vì tình cảm của mình, không phải vì lịch sự. Sau 3 tiếng đếm, không đồng ý, lặng lẽ lấy tay ra. Đồng ý, bấm thật mạnh. 1. Rồi hai bạn lấy nhau luôn đi, tôi về. Rồi đứng lên đi hai em. Bây giờ mình đeo nhẫn. Ủa. Nào ngón giữa chưa? Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi ạ. Đây là giờ phút mà các bạn đồng ý là chính thức cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Và bây giờ, hồi nãy cũng là hôn chơi thôi, bây giờ mới là một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Rồi,
Hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Rất là bất ngờ một câu chuyện tình yêu mà Tường nghĩ rằng là có một cái mở màn rất đẹp. Và Tường rất rất hy vọng một ngày đẹp trời, tất cả gia đình chúng ta sẽ chờ đón được tin vui từ cặp đôi này nha. Không biết là anh nghe thật tín hiệu ở bên chương trình rõ ràng không ạ? Em nghe rõ rồi anh ơi. Dạ rồi, bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc và nghề nghiệp hiện tại nhé. Em là Lê Văn Lâm. Ngày tháng năm sinh là 1 tháng 8 năm 1988. Quê Lê quán Văn Lâm hay là Lê Hoàng Lâm ạ? Lê Văn Lâm. Lê Văn Lâm. Rồi, mời anh tiếp tục. Sinh ngày 1 tháng 8 năm 1988. Quê quán là Hoàng Ngọc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Hiện tại đang ở đâu và làm công việc gì? Hiện tại đang ở Thanh Trì, Hà Nội, làm bên công ty cỏ nhân tạo. Làm công ty cỏ nhân tạo thì anh sẽ làm công việc gì ạ? Làm nhân viên công việc hành chính, phụ trách công việc chung của chi nhánh. Rồi, anh là một con người như thế nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Em thì thích đam mê thể thao, tức là chơi được đa số các môn thể thao. Cụ thể? Bóng đá, đá cầu, cầu lông. Rồi, điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu là nhiều khi là ít nói. Điểm yếu là ít nói. Rồi, trước giờ anh có mấy mối tình rồi, đã từng kết hôn chưa? Chưa từng kết hôn, khoảng 3-4 mối tình. Mối tình mà sâu đậm nhất là mấy năm, thời gian mấy năm? Sâu đậm nhất là khoảng 3 năm, 2 năm. Rồi, mối tình sâu nhất là 2-3 năm đúng không ạ? Đúng không? Anh kể cụ thể chi tiết về cái mối tình đó cho em nghe với. Thì quen nhau cùng công ty rồi đi làm, xong rồi em lại đi xa cho nên là lại chia tay. Anh ơi, kể chi tiết đi anh. Anh quen nhau như thế nào? Quen nhau mấy năm, anh đi xa là đi đâu? Quen nhau ở Hà Nội em, tức là làm việc ở cùng công ty cỏ nhân tạo ấy. Làm cùng công ty cỏ nhân tạo. Thế là yêu nhau xếp xong rồi anh đi xa là đi đâu ạ? Ra Phú Quốc làm anh ạ. Anh phải ra Phú Quốc làm mấy tháng? Bao nhiêu lâu? Ra đây khoảng 7 tháng, 8 tháng. Gần 8 tháng. Lý do đó là chia tay à anh? Là nó nhiều lý do phức tạp. Vâng, thì bây giờ bọn em đang muốn hỏi xem là những cái cuộc tình vừa qua của anh ấy, thì hỏi chi tiết và cụ thể câu chuyện của anh là vì lý do gì mà chia tay. Vì lý do là nói chung là đấy là mẹ đơn thân nên không hợp nhau, chia tay. Gia đình phản đối. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như nào? Nói chung là ngoại hình ưa nhìn, da trắng, làm việc ở khu vực Hà Nội hoặc là Thanh Hóa. Nói chung ngoài để cho gần nhau. Chiều cao bao nhiêu? Chiều cao, gương mặt là sao? Tóc dài, tóc ngắn? Tóc dài, tóc ngắn đều được anh ạ. Mà chiều cao thì bao nhiêu được, tầm 1.5m trở lên. Rồi nghề nghiệp của cô ấy thì sao anh? Nghề nghiệp làm công việc gì cũng được anh. Nghề nghiệp là công việc gì cũng được. Dạ. Thì là sống chẳng quan tâm nhau. Rồi anh còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không ạ?
Vui vẻ hòa đồng hơn nhưng hơi cá tính một chút càng tốt. Rồi. Ok, em cảm ơn anh Lâm nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen. Nếu mà tìm được bạn gái là phù hợp với lại tiêu chí của anh thì chương trình sẽ liên hệ với lại anh nhé. Dạ, dạ. Dạ, chào anh. Dạ, 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 dạ. Cho nên là mình chủ động mình giới thiệu về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc cũng như là nơi ở hiện tại của mình ha. Những cái đặc điểm nổi bật nhất của mình. Chủ động chia sẻ luôn, tự tin lên nha. À, dạ vâng ạ. Cái này thì em tên là Đinh Mạnh Thắng ạ. Em sinh năm 1998, hiện tại em quê quán em ở Gia Thiện, Gia Thủy, Nam Định. Còn hiện tại em làm việc ở trên Hoàng Mai, Hà Nội. Em công việc kinh doanh chính của em là kinh doanh tự do, kinh doanh online chị ạ, trên các nền tảng thương mại điện tử. Kinh doanh online về gì Thiện? Thắng, xin lỗi Thắng. Kinh doanh đồ gia dụng. Đồ gia dụng là học xong là ở lại Hà Nội làm. Dạ vâng, ngày trước em có tốt nghiệp trường thương mại xong rồi em đi làm. Tốt nghiệp đại học thương mại hả? Dạ vâng. Cấp 3 em học trường nào? Cấp 3 em học trường trung học cơ sở Gia Thủy C chị ạ. Trung học phổ thông Gia Thủy C hả? Rồi, hồi xưa chị dạy trường Gia Thủy C đó. Chị khóa nhiều, em khóa 98 rồi. Hồi xưa là chị dạy ở ngoài đó. À dạ vâng. Mình cần hỏi thêm thông tin nào nữa chị nhỉ? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hài hước, biết nấu ăn, chia sẻ với mọi người xung quanh, và hiếu thảo với bố mẹ. Điểm yếu của em thì có thể là chăm sóc về quần áo, nhưng các thứ nó hơi bừa bộn một xíu. Hơi bừa bộn hả? Dạ vâng. Em sống ở Hà Nội, em sống với ai? Em sống với bạn cùng kinh doanh với em. Dạ vâng. Rồi, Thắng cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký em? Em cao 1m68, em nặng 53 ký chị ạ. 1m68, 53 ký, hơi ốm ha. Dạ vâng. Nhưng mà chương trình của bọn chị sẽ chỉ có ghi hình tại Sài Gòn thôi, thì là em có thể bay vào trong này để em tham gia chương trình được không? Dạ, nếu mà mình vượt qua được đến vòng quay hình thì em sắp xếp được chị nhé. Báo trước em bao lâu thì được? Dạ, báo trước thì em khoảng 10 ngày. Báo trước 10 ngày đúng không? Dạ vâng. Em có đạo đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị, em có đi đạo. Nhìn tên Zalo là đoán được là có theo tôn giáo rồi. Nhưng mà có yêu cầu bạn gái phải theo tôn giáo mình không? Cái này thì em không cần. Nếu mà càng gần ở Nam Định thì xung quanh miền Bắc thì là tốt chị ạ. Dạ. Tức là không cần bạn gái phải theo có đạo, nhưng mà về có bắt theo đạo không? Cái này thì học kinh thì vẫn phải học, nhưng mà không, mình em không bắt. Học giáo lý để làm lễ cưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Còn lại là không phải theo hoàn toàn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi, trước giờ trải qua mấy mối tình rồi Thắng? Trước giờ em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Rồi. Rồi, mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu vào lớp 12 chị ạ. Với tình yêu trẻ con nên là mình hơi bồng bột, nông nổi lên đại học. Dạ vâng. Mà quen được có mấy tháng thôi? Dạ vâng, chắc quen khoảng nửa năm chị ạ. Bạn là gái học cùng lớp à? Dạ vâng ạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai cách đây em mới học đại học xong chắc khoảng 1 năm rưỡi. Thì em có yêu bạn đấy thật lòng, nhưng mà bạn đấy lại kiểu thích mập mờ hay như nào thì em quyết định chấm dứt. Em muốn yêu là phải công khai với thể hiện rõ ràng hơn. Tức là em không muốn một mối quan hệ mập mờ, chẳng hạn như là cũng không có giới thiệu mình là bạn trai, rồi bắt đầu là cũng vẫn thả thính tán tình với bạn trai khác đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị. Rồi, tức là em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em muốn tìm mẫu người... em thì rất thích nấu ăn nên em tìm người phụ nữ biết chăm sóc cho gia đình. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Ưa nhìn.
Ngoài gì nữa? Có hiếu. Có hiếu. Dạ vâng. Tuổi tác thì sao? À, tuổi tác thì ít hơn em tuổi, ít hơn tuổi em là được, không, Bằng không tuổi được không? bằng tuổi cũng được chị ạ. Dạ vâng. Ừ. Là đang còn sống ở ngoài khu vực miền Bắc. Dạ vâng, em đang làm việc tại Hà Nội. Ý là bạn gái á. Bạn gái à? Vâng, xung quanh Nam Định ấy, miền Bắc, Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng ấy chị, quanh quanh Rồi. Có tài lẻ gì không? Thắng hát hò hay là khiêu vũ nhảy nhót thì em được thì em không? chỉ đam mê đá bóng thôi, Đam mê em đá bóng mới đá bóng. thôi. Tài lẻ thì em chỉ đam mê hát thôi chứ em không hát hay. Mà thích hát thì mà hát không hay. Dạ vâng, em thì hay ngân nga hát hát hò rồi, nhưng Vậy ngân nga, giờ ngân nga một đoạn đi cho các chị xem nào. mà khác. Em xin gửi tới chương trình bài hát, thì em giờ em cũng hơi run xíu này, em chưa nhớ cái bài gì. Bài giờ em run quá rồi. Có gì đâu mà run, trời, có nhìn thấy mặt các chị đâu mà run. Em gửi đến chương trình, giờ trong đầu em đến bài hát thì cái đấy em không nhớ ra cái bài gì ạ. Không nhớ? Để thì để em xem một xíu, em xem có bài nào quen quen không? Em hát mấy bài nhạc trẻ trẻ cái gì ạ. Ừ, em hát bài gì cũng được, tụi chị nhạc gì tụi chị cũng nghe được hết Thế thì em xin trình bày ca khúc của Eric một đoạn. á. Ừ. Sau tất cả mình trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả mình, thế em quên đoạn này, em Rồi, nhưng quên mà lời nếu mà hát được rồi. chọn lên sân khấu cái hình thì tập dượt trước hoặc là in lời bài hát ra rồi lên hát nha. Dạ, cái đấy thì nếu mà được thì em sẽ chuẩn bị sẵn bài hát này. Dạ vâng. Nhưng mà chắc chắn vào đây tham gia chương trình được đúng Dạ vâng. không? Ok. Rồi, còn yêu cầu gì ở mẫu bạn gái nữa không? Yêu cầu bạn gái à, em cũng vui vẻ hòa đồng thôi. Chỉ cần Ừ, vui vẻ hòa đồng. làm việc ở Hà Nội thì càng tốt, bởi vì để có thời gian gặp nhau nhiều hơn. Ừ, ok, rồi. Ok nha, cảm ơn Thắng. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì hy vọng em có thể sắp xếp được thời gian để vào đây tham gia chương trình nếu như có người phù hợp với mình. Dạ rồi, chương trình thấy Dạ, anh rồi. chắc là mình nghe rõ mà. Dạ, em nghe rõ ạ. Dạ, mình bắt đầu casting phỏng vấn thôi nha anh. Em mời các chị, các anh chị biên tập ạ. Dạ. Dạ, em chào anh nhá. Anh Dạ, nhà tín chào. hiệu, dạ Dạ. vâng, anh nhà tín hiệu bên em mua à? Dạ, em nghe từ rõ tín hiệu ạ. Dạ rồi. Anh bây giờ em mời anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình nhá. Dạ Dạ mời anh. dạ lời đầu tiên em xin xin giới thiệu các anh chị biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Châu Ái, năm nay 33 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật về mảng công nghệ. Hiện nay thì em đang tìm em muốn tham gia chương trình đó, để tìm kiếm một bạn nữ để hẹn hò, sau đó thì có thể Anh ạ, anh nói dạ rõ lại tên của anh giùm em, dạ giới thiệu lại họ tên giùm em với. dạ em tên là Lê Châu Á. Lê Châu Á. Dạ, năm nay 30. Nhân kỹ kỹ thuật có thể là cụ thể hơn, chi tiết hơn thì Em
Rồi. Vậy là thu nhập bình quân của anh một tháng là khoảng nhiêu? Dạ, hiện tại thu nhập bình quân một tháng của em là tầm khoảng 12 đến 13 triệu một tháng. Dạ. Dạ rồi. À, anh quê quán đâu anh? Dạ, hiện tại quê em thì ở Long An và đang sinh sống ở quận 10. Đang thuê nhà bên ngoài quận 10. Thuê nhà quận 10. Dạ. Rồi. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? À, dạ, điểm mạnh và điểm yếu em là năng động trong công việc, hoạt động vui vẻ mọi người, biết nấu ăn nè, biết tiếp thu, giao tiếp với người khác, rồi biết chia sẻ lắng nghe. Dạ. Còn điểm yếu là bản thân em thì hay quên đó, nên lâu lâu có một tính hơi hời hợt tí. Dạ. À, hay quên hời hợt, thế lâu lâu hay quên những cái chuyện như thế nào anh? À, lâu lâu thì công việc mình hay giống như bên em thì đang hay chuyên về làm dự án á, thì lâu lâu những cái khách hàng họ hỏi về những vấn đề về công việc của mình á, rồi mình chào giá báo giá, rồi lâu lâu mình cũng phải remind lại một số vấn đề á, mình mới nhớ như mình note trong một số trên điện thoại nè, trên mấy cái quyển sách note của mình á. Dạ. Theo anh thì lý do gì mà khiến hiện tại anh vẫn chưa có bồ? Hiện tại thì do chắc em nghĩ là do trong môi trường em chưa gặp được đối tượng của anh. Dạ. Có thể là môi trường hiện tại ấy, cái công ty thì chuyên về kỹ thuật đó, nên mấy bạn thì thường thiên về nam là nhiều hơn, ít mấy bạn nữ lắm. Dạ. Đồng nghiệp thì hiện tại thì đồng nghiệp nữ cũng có, nhưng mà họ cũng chưa giống như là kiểu như là cũng đã lập gia đình nhiều quá. Dạ. Rồi. Anh trước giờ anh có mấy mối tình ạ? À, hiện tại thì em đã có một mối tình yêu xa. Dạ. Yeah. Anh nói lại, anh trước giờ là anh có mấy mối tình? À, trước giờ mình có một mối tình ha. Rồi, anh đã từng kết hôn chưa? Hiện tại là có dự định kết hôn. Là sao nhỉ? Ý là trước giờ là anh đã từng... Trước giờ là hiện tại mình vẫn độc thân, chưa có kết hôn lần nào. Dạ. Rồi, anh kể một chút xíu về cái mối tình mà một mối tình duy nhất của anh đi. À, hiện tại mối tình đó thì mình quen với một bạn đó ở Cần Thơ đó, qua mạng, qua Facebook đó, mấy cái nhóm trên hội hò trên group đó, thì mình có tìm hiểu, sau đó mình cũng có tới lui khoảng 4 tháng. Trong thời gian tìm hiểu đó thì mình phát hiện là bạn đó có quen một số người nữa ngoài mình ra, nên mình quyết định mình dừng lại. Dạ. Còn hiện tại thì vẫn đang độc thân. Thế cái câu chuyện đó là anh quen bạn đấy là khoảng năm bao nhiêu? Khoảng năm 2020 em. 2020. Dạ. Nhưng mà từ trước giờ là anh chỉ có mới quen bạn đó thì chưa quen ai à? Dạ đúng rồi. Chưa quen ai. Tại sao thế vẫn, là... Vẫn có nói chuyện với một số bạn, mình cũng coi như là bạn bè, hỏi thăm nhau sức khỏe này nọ thôi. Chứ cũng chưa có gọi là tình yêu chính thức. Dạ. Dạ, anh với bạn này gặp nhau ngoài đời chưa? Dạ. Anh với cái bạn này là gặp nhau ngoài đời chưa? Dạ, gặp nhau rồi. Dạ. Có tới em mình có tới lui khoảng 3-4 tháng. Dạ. Nhưng mà... Dạ. Từ nhỏ cho đến lúc đi học này kia trưởng thành thì anh vẫn chưa có một cái mối tình nào ngoài cái cô gái đó. Đúng rồi. Là do anh không chủ động hay là sao ạ? Mình cũng có tìm hiểu, nhưng mà nó chỉ có cái giống như là một cái cảm tính của mình đó, là mình chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè thôi, chứ không thể nào tiến tới xa hơn. Tại mỗi người nó có mỗi cái tính cách khác nhau á. Dạ. À. Rồi, bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình hình mẫu như thế nào ạ? À, mình mong muốn chương trình tìm hiểu cho mình là một bạn nữ thì ưa nhìn, ngoại hình thì ưa nhìn. Chiều cao thì tầm khoảng 1m58 cho nên tại mình cũng hơi cao. Mình anh cao mét mấy? Anh? Dạ, 1m. Anh cao mét mấy ạ? À? Dạ. Anh này anh cao mét mấy nhỉ? Dạ, em ơi, em cao 1m74. Ồ, cao ha? Dạ. Dạ. Dạ, rồi tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Dạ.
nội trợ. Rồi khu vực thì sinh sống thì khu vực ở gần thành phố Hồ Chí Minh, rồi tỉnh miền Tây. Nhưng mà nếu mà quê miền Tây thì càng tốt. Anh thích quê miền Tây? Dạ. Rồi sinh năm tuổi thì từ 1995 đến 1988. 1988. Dạ. À, từ 1995 đổ lại đến 1988 ha? Đúng rồi, đúng rồi. Công việc thì ổn định, nhân viên văn phòng hay là nói chung là có công việc ổn định là được. Không quan trọng. Dạ. Có công việc ổn định là được. Dạ, ok. Dạ. Rồi ok, thì hôm nay là cái buổi là làm quen ban đầu ha. Dạ dạ. Thì nếu mà chương trình tìm được người phù hợp với anh thì sẽ liên hệ với anh ha. Ok dạ, cảm ơn. Dạ, sẽ có biên tập làm việc liên lộ dung riêng với anh.